Xin chào các bạn. Hôm nay otb.vn xin giới thiệu các bạn sản phẩm máy sưởi dầu 13 thanh có quạt turbo có hẹn giờ model là TS926 13 thanh có hẹn giờ, có giá phơi quần áo và có quạt turbo làm nóng nhanh. Đây là chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn tổng quan sản phẩm. Đây là mặt trước của sản phẩm, bao gồm các trên là tên thương hiệu, đây là núm xay công suất từ min đến max, có giải nhiệt độ từ 5 độ đến 35 độ. Đây là núm xay công suất, đây là công tắc tắt bật. Các bạn bật một công tắc thì là công suất 1000W, còn bật cả hai công tắc thì là công suất 2500. Đây là 1000 này, 1000 này. Bật cái nữa thì nó thêm 1500 nữa là tổng là 2500W. Đây là cái nút bấm để chạy quạt turbo. Khi chạy quạt turbo này nữa thì sẽ thêm 300W nữa. Tổng công suất nếu chạy max thì là 2800W. Đây, công tắc bật quạt turbo. Đây là quạt turbo phả hơi nóng nhanh hơn. Đây là chỗ quấn dây nguồn. Đây là dây nguồn. Còn cái chỗ tròn tròn này nó là cái hẹn giờ. Các bạn gạt một cái thanh đỏ này gạt xuống thì là tương ứng với 15 phút. Gạt xuống, gạt đây, cứ một thanh đỏ là 15 phút. Tôi đang gạt là đi một thanh 12 15 phút, gạt 1 2 3 4 5 4 thanh, tương đương với 1 tiếng là các bạn gạt 4 thanh. Còn cái nút đỏ, cái gạt đỏ này là gạt ở giữa này thì là đang ở chế độ hẹn giờ. Các bạn gạt xuống dưới có chữ Y này là chạy liên tục, không hẹn giờ. Gạt lên trên cùng này là tắt máy. Gạt lên trên cùng, gạt giữa thì là hẹn giờ, gạt xuống dưới thì là chạy liên tục. Đây là đồng hồ hẹn giờ theo chế độ đồng hồ cơ hẹn giờ của máy Tirus TS926 13 thanh có hẹn giờ. Sản phẩm đã được otb.vn phân phối tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, giao hàng toàn quốc. Tiếp theo là mặt ngang của sản phẩm. Đây là chỗ phả hơi nóng của quạt turbo này, các cái khe này. Đây là các cái thanh dầu gồm bao gồm 13 thanh. Các bạn 13 thanh là gồm cả hai thanh bên cạnh nhé, một này tính cả thanh bên cạnh này là thành 13 thanh này. Cạnh này hai cạnh, đây cạnh này và cạnh này, cạnh này và cạnh này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đây là mặt sau của sản phẩm này, thì cũng không có gì cả. Có những cái khe này để phả hơi nóng thôi. Bên trên bao gồm giá phơi quần áo thì để bên trên, các bạn để phơi tất của quần áo ở đây, treo ở đây. Còn cái cục nhựa này thì là để đổ nước và để tạo ẩm, các bạn để đây để tạo ẩm hoặc là cho tinh dầu để làm thơm phòng. Đây là cái khay để đựng nước tạo ẩm. Các bạn không dùng thì thôi, đây là chức năng phụ thôi. Không dùng các bạn có thể bỏ cái giá này ra để cho nó gọn. Tháo được ra, nhấc lên, bỏ ra ngoài. Còn dùng thì lắp thì để lên trên, lắp lên trên. Tổng quan sản phẩm. Tổng công suất là 2800W max.
có giải nhiệt độ từ 5 độ đến 35 độ. Bên dưới là gồm 4 bánh xe nhé. 4 bánh xe là các bạn cũng dễ di chuyển, để các bạn có thể di chuyển dễ dàng với 4 bánh xe bên dưới. Dưới máy nó có 4 bánh xe. Dưới máy xử dầu gồm 4 bánh xe. Đây là hộp của sản phẩm TS926. Mặt trên của sản phẩm OTB.vn. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin cảm ơn ạ.